Những tượng đài của bóng đá Thụy Lôi một thời như là Lê Quốc Phương đã không còn, đã gác giày rồi. Đó là pha dứt điểm của Trần Đoàn. Cú dứt điểm đi tranh cột dọc. Lê Quốc Phương đã lui về trong ngày hôm nay cực kỳ quan trọng. Đó là kết nối, dứt điểm, cầu vào. Đó là pha dứt điểm của Quân Chùa, cú đá đầu tiên của Quân Chùa. Một cầu thủ mà có khả năng dứt điểm bằng tốt cả hai chân. Vừa rồi làm tình huống dứt điểm bóng sống bằng chân trái của Quân Chùa, đặc quyết. Đây rồi, thì ra rồi, cầu vào. Rất nhanh, đây rồi. Khi ra rua, không vào. Một cơ hội cực kỳ ngon ăn nhưng đáng tiếc là Nam Cầu Gạo lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Cú đá chạm cột ngọc. Lứa cầu thủ đây, tuyệt vời Đình Thái. Hoan hô cho vào bay người vừa rồi. Một tình huống cản phá quá hay của Đình Thái sau một cú dứt điểm. Phải nói như một cú nã đại bác vào góc gần. Văn Hùng, đây rồi, đặc quyết, tốc độ đặc biệt, đây rồi, bảy người quay, các trường đang không khác gì một David De Gea, bảy người vô cùng ấn tượng. Trận đấu này thì Thụy Lôi sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn ảnh của quý vị. Cú đá! Kizazua, Lamine Yamal của bóng đá Thụy Lôi. Kizazua, cầu thủ sinh năm 2007, vừa có một pha chạm bóng quá tinh tế để mở tỷ số ngay phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Quá tuyệt vời. Một công dành cho đại diện đến từ Đền Sái. Một trận derby Đông Anh. Và cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến mà thôi. Điều gì đến cũng sẽ phải đến. Một pha phối hợp tự tin ở ngay phút đầu tiên. Nhưng trước đó chúng ta cũng phải dành một lời khen ngợi dành cho Nam Cầu Gạo. Cầu thủ đã có một pha kiến tạo vô cùng đẳng cấp. Rất hay! Các ngang! Cơ hội! Tuyệt hại! Tuấn Gió! Một cú đá quen thuộc của Tuấn Gió từ tuyến này. Một cầu thủ có khả năng dứt điểm bóng sống đẳng cấp bằng đầu. Nhưng không hiểu sao là bóng hình như là đi xuyên qua khung thành. Cũng rất tốt cho những giải đấu phong trào. Hai cầu thủ thoát ra phía sau và không ai theo kèm. Hàng phòng ngự bên phía Thụy Lôi đã có một giây phút mất tập trung. Họ cần phải chỉ đạo nhau. Bỏ Kỳ Gia Dua. Nam Cầu Gạo. Và bảy người đẳng cấp một lần nữa của các trường. Ngoài bàn thắng của Kỳ Gia Xua thì có lẽ là ngày hôm nay các trường không ngại bất kỳ. Đối đầu với một bóng trẻ. Hay! Đặc quyết! Đặc quyết! Chuyển đi! Vào! Lại là một khoảnh khắc ngôi sao đến từ vị trí của Đặc quyết. Một pha solo vượt qua hoàn toàn hàng phòng ngự bên phía cầu thủ Thầy Dương. Và nâng tỷ số lên thành 2-0. Tuyệt vời, ngạo nghễ Thụy Lôi, quá kinh khủng. Vừa rồi thì Đắc Quyết có phương án để có thể chuyền sang dành cho Nam Cầu Gạo nhưng anh đã tung ra một cú dứt điểm quá tự tin. Khó khăn trông chất khó khăn và Thịnh Dương tiếp tục tay người. Rời sân là idol Trần Bình. Hôm nay thì Thụy Lôi không có sự góp mặt của idol Tuyền Vữa. Nhưng có một cầu thủ khác thay thế. Dứt điểm! Đây rồi! Idol Nam Cầu Gạo! Siêu phẩm của idol Nam Cầu Gạo! Một cú dứt điểm đẳng cấp bằng chân trái và các cầu thủ Thụy Lôi thay người. Kỳ Gia Xua rời sân.
Một trận đấu xuất sắc của ngôi sao trẻ 2007 Kỳ Gia Sùa và vào sân là cầu thủ trẻ khác Đức Anh, em trai của Tuyền Vương, cầu thủ đến từ Vân Nội. Đây là Đức Anh. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.